Đây nó là cái bộ xe chữa cháy điều khiển, đó là hàng Trung Quốc nha, nhưng mà cũng thuộc loại hàng cao cấp, nhựa dày đẹp. Xe sử dụng là 3 viên pin tiểu, tần số là 27 MHz, cái tầm điều khiển tối đa của nó là xa nhất là 7 mét. Rồi khe này nó có một công tắc chọn, bên Drive Me thì là nó phát nhạc ra, phát đèn và âm thanh. Còn cả quay nút on là điều khiển, quay nút on là điều khiển ha. Cái remote này ở đây, nó remote này không đúng của nó nhưng mà dùng được, cũng là 27 MHz, sử dụng một viên pin vuông 9V. Công tắc tắt mở đây, và cái này điều khiển nó không phải đúng của nó, và cái xe này thiết kế chỉ có chạy tới thôi nha, không có chạy lùi gì hết đó, là kéo cái nút ngược về là xe sẽ chạy tới.